không thôi. Không là ông lên để ông phép thôi. Chào Văn nhá. Ờ, xin chào ơi. Ờ, xin chào. Sau mùa Covid rồi và sau cái khai trương là người mình phải nói là tuyệt vời, tức là đẹp, thuận lợi, thiên tài, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, phải nói là hôm ấy cũng may mắn, may mắn được cái là trời thương bạn bè yêu quý, chậm một chút ấy thì là Covid là anh em tôi không sang được, đúng không? Đấy, thế và cửa hàng hiện nay là đang rất phát triển rồi và có nhiều đại lý đang mở bán, ông mình cứ thế là được rồi, và cái quảng cáo của mình như thế là cũng rất hợp lý, là cũng phải có bởi vì nhiều khi người ta gọi là ăn được uống được nhưng mà cũng phải biết quảng cáo, đúng không? Đúng rồi, xin trân trọng cảm ơn Phạm Quang Chính, đúng rồi. Chủ tịch hội câu lạc bộ nhiếp ảnh Thành Đông và toàn thể anh em trong câu lạc bộ rồi. Đã quan tâm và giúp đỡ Quảng Lợi trên con đường sự nghiệp mới, xin cảm ơn, chúc tất cả mọi người mạnh khỏe. Có một trái tài một gái xinh đi ngang qua cũng câu chuyện ấn tình, trái cười thuở ấy mình toán giữ mãi mãi dấu son trên má mình. Rồi, ok, thích hai người đẹp đúng cà phê đấy. Hãy quay ghi đây anh. Quay đấy. À, thế à, vâng. Ừ. Xin chào. Chào tất cả các anh các chị. Hôm nay là vào một buổi sáng đẹp trời. Tôi trường đại gia xin kính chúc các anh các chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh Thành Đông, thành phố Hải Dương luôn luôn mạnh khỏe, trẻ khỏe, đang mắng phát đạt. Xứng tầm con người chứ đâu mà người chứ đâu phải nói lời hay anh đồng đẹp xin chúc nhất là các chị của con lỗi nhưng mà chị đồng luôn luôn trẻ đẹp luôn chúc các anh các chị trong